Van đã chính thức phá vỡ cạnh trên của mô hình tam giác tích lũy để mở rộng đà tăng đi lên kiểm tra vùng kháng cự đỉnh cao lịch sử ở quanh khu vực 2757 trong buổi sáng nay, trước bối cảnh Fed chuẩn bị có đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo vào tháng 11, cùng với căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông và những bất an liên quan đến bầu cử ở Hoa Kỳ. Trước đó, Van đã có đợt giảm điều chỉnh về dưới mốc 2.730 đô la Mỹ trên một ounce vào đầu ngày hôm qua, khi tình hình căng thẳng ở Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt, khi cuối tuần qua Israel ném bom Iran. Tác động này đã bị giảm bớt bởi quyết định chỉ nhắm vào các cơ sở quân sự và quan trọng hơn là không nhắm vào các cơ sở dầu mỏ và hạt nhân. Thêm nữa, nhu cầu vàng ở Trung Quốc giảm cũng là một yếu tố khác gây áp lực ngắn hạn lên giá vàng. Tuy nhiên, thì giá vàng đã tăng trở lại sau đó do bất ổn về kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ và xu hướng giảm chung của lãi suất trên toàn cầu có thiên hướng giảm, cùng với những tiềm ẩn rủi ro địa chính trị ở Trung Đông khi Iran có thể tiếp tục đáp trả Israel. Về tin tức của ngày hôm nay, vào lúc 21 giờ, Hoa Kỳ sẽ công bố niềm tin tiêu dùng của Hội đồng Hội nghị CB. Niềm tin tiêu dùng đo lường mức độ niềm tin tiêu dùng trong hoạt động kinh tế. Đây là một chỉ báo hàng đầu vì nó có thể dự báo chi tiêu của người tiêu dùng, đóng một vai trò chủ yếu trong hoạt động kinh tế tổng thể. Cùng lúc đó, thì cơ hội việc làm của JOLTS cũng sẽ được lên lịch công bố. Nếu các dữ liệu kinh tế yếu hơn kỳ vọng, vàng có thể mở rộng đà tăng. Ngược lại, nếu các dữ liệu kinh tế vượt kỳ vọng, vàng sẽ có nhịp điều chỉnh giảm. Bên cạnh đó, các nhà giao dịch cũng đang chờ đợi lịch trình kinh tế bận rộn trong tuần như thay đổi việc làm non-farm ADP cùng với tổng sản phẩm quốc nội GDP sẽ được lên lịch công bố vào tối ngày mai. Các dữ liệu khác như đơn đề nghị trợ cấp thất nghiệp lần đầu, chỉ số giá sản xuất, PCE cốt lõi, thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Và quan trọng hơn, tối thứ 6 thì Bộ Lao động Hoa Kỳ sẽ lên lịch công bố bảng lương non-farm tháng 10. Đặc biệt là cuộc họp ngày 7-8/11 của Fed đang đến gần, thị trường đang chú ý đến quyết định lãi suất của Fed và chủ tịch Fed ông Powell phát biểu tại cuộc họp báo của mình. Trước khi đi vào phần phân tích xuống giá vàng của ngày hôm nay, mình xin giới thiệu lại với mọi người một sàn giao dịch rất uy tín trên thị trường đã tồn tại lâu năm và nhận được nhiều sự tín nhiệm từ trader trên khắp thế giới. Cụ thể, sàn này có tên là sàn FXTM hay còn gọi là Forex Time. Đây là một trong những sàn giao dịch hàng đầu thế giới, được thành lập vào năm 2011. FXTM đã khẳng định mình là một sàn giao dịch uy tín, được tin dùng bởi các nhà đầu tư trên hơn 180 quốc gia trên toàn cầu. Tổng quan về FXTM thì sàn được chấm điểm 8.7 trên thang điểm 10 ở trên WikiFX và điều kiện giao dịch được đánh giá là 3A là mức tối ưu nhất. Với tiêu chí lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm, sàn FXTM cũng rất nỗ lực và giành được nhiều giải thưởng quốc tế như Best Trading Experience to World Finance, Best Forex Education Provider Nigeria to World Business Outlook hay Best Online Leverage Trading Specialist to Global Business Awards. Đi vào chi tiết các loại tài khoản và mức spread thì ở đây mình thấy sàn FXTM có hai loại tài khoản chính, đó là tài khoản Advantage và tài khoản Advantage Plus. Mình đã tạo đầy đủ các loại tài khoản này để so sánh spread như sau. Với loại tài khoản Advantage thì spread vàng sẽ là 0.1, được miễn phí qua đêm, tuy nhiên sẽ có phí giao dịch là 1,2 đô trên 0,1 lot tùy theo khối lượng giao dịch. Loại tài khoản thứ hai là loại tài khoản Advantage Plus sẽ có spread cao hơn một chút, 0.3 đến 0.4, cũng được miễn phí qua đêm và không mất phí giao dịch. Ngoài vàng ra thì cả hai loại tài khoản này giao dịch đầy đủ các cặp tiền từ cặp chính, cặp chéo, các cặp phụ, rồi cả các đồng tiền kỹ thuật số như Bitcoin và ETH với spread vô cùng cạnh tranh. Các bạn có thể trải nghiệm sàn này và tìm hiểu thông tin về sàn theo đường link mình có để phía dưới phần mô tả của video này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần phân tích kỹ thuật. Trên biểu đồ ngày, xu hướng hiện tại của vàng vẫn đang là xuống uptrend, giá di chuyển trong kênh tăng giá song song và được hỗ trợ tốt bởi đường MM10 màu vàng này. Biểu đồ histogram đã mọc dương trở lại. Chỉ số sức mạnh tương đối đất ai đang hướng lên trên khu vực quá mua. Điều này cho thấy là phe mua đang tham gia lại vào thị trường. Nếu phá vỡ đỉnh cao lịch sử ở quanh khu vực 2758, vàng có thể thiết lập mức cao kỷ lục mới ở quanh khu vực 2778-2780, kháng cự biên trên của kênh tăng giá lớn song song. Trên biểu đồ H4, vàng đã phá vỡ cạnh trên của mô hình tam giác tích lũy để mở rộng đà tăng đi lên kiểm tra vùng kháng cự đỉnh cao lịch sử ở quanh khu vực 2757. Biểu đồ histogram đang dương và đang dốc dần, cho thấy áp lực mua đang gia tăng, phe mua đang chiếm quyền kiểm soát thị trường, chỉ số sức mạnh tương đối RSI đã tăng vào vùng tích cực, điều này cho thấy phe bò đang chiếm ưu thế. Trên biểu đồ H1, xu hướng hiện tại của vàng cũng là xuống tăng, đồng thuận với khung thời gian H4 và khung ngày. RSI đã bước vào vùng siêu mua, chạm mốc 80, cho thấy áp lực mua áp đảo hoàn toàn so với áp lực bán. Hiện tại thì vàng đang tiếp cận vùng kháng cự đỉnh cao lịch sử ở quanh khu vực 2756-2758. Trong phiên Á Âu, các nhà đầu tư có thể cân nhắc canh sell lướt ăn nhịp điều chỉnh với vàng quanh khu vực 2757 đến 2760 hoặc sell chính khi vàng tiếp cận vùng kháng cự biên trên của kênh giá lớn song song, án ngữ quanh mốc 2778 đến 2780 và xuất hiện các tiêu đảo chiều, dừng lỗ khoảng năm giá.
Với chiến lược mua, có thể cân nhắc canh mua khi vàng có nhịp giảm điều chỉnh về kiểm tra lại cạnh trên của mô hình tam giác bị phá vỡ, hợp lưu với các đường EMA phía dưới này, án ngữ quanh khu vực 2.742 đến 2.745 nếu xuất hiện các tín hiệu từ chối giá, dừng lỗ khoảng năm giá. Tổng kết lại chiến lược giao dịch vàng trong ngày hôm nay, canh mua vàng quanh khu vực 2.742 đến 2.745, canh bán lướt quanh khu vực 2.757 đến 2.760 hoặc bán chính quanh khu vực 2.777 đến 2.780 nếu xuất hiện các tín hiệu đảo chiều, dừng lỗ khoảng năm giá. Các chiến lược scalping trong ngày mình sẽ cập nhật cho mọi người ở trên nhóm VIP nhé. Mình xin dừng video nhận định xuống giá vàng ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thích video này thì hãy ủng hộ mình bằng cách like video và chia sẻ nó cho những ai đang cần. Hãy subscribe kênh Easy Signal để cập nhật thêm những video kiến thức cực kỳ giá trị về thị trường. Và nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý gì cho video của bên mình thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình nhé. Chúc mọi người có một ngày giao dịch thành công và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video nhận định xuống giá vàng tiếp theo.